Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Juventus và Crotone trong khuôn khổ vòng 23 Serie A. Thất bại trước Napoli đã giáng một đòn mạnh vào mục tiêu sớm lấy lại vị trí số 1 Serie A từ tay Inter Milan của Juventus, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất với bà đầm già thành Turin, vì ngay sau đó, họ còn nhận thêm một trận thua thất vọng nữa trước Porto tại Champions League. Đây là trận đấu mà Ronaldo chỉ có một cú sút nhưng còn không trúng khung thành. Nhưng có lẽ sự xui xẻo đó sẽ chấm dứt ngay cuối tuần này khi bà đầm già thành Turin đối mặt trên sân nhà với Crotone đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc và Juventus hy vọng trận derby thành phố Milan sẽ kết thúc bất phân thắng bại để tiếp tục cuộc đua đến trước vô địch. Thất bại trước Porto không chỉ khiến Juventus gặp áp lực mà còn lấy đi luôn đội trưởng Chiellini của họ, một chỗ chặn đã tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự nhà đương kim vô địch. Đồng thời, sức khỏe của Morata cũng đang ở mức báo động khi anh gần như đã ngất xỉu và cuối trận đấu với Porto. Đó là những vấn đề lớn với huấn luyện viên Pirlo sau khi Juventus đã mất Dybala và Arthur Melo. Trong khi đó, đội khách sẽ tới Turin với tất cả những gì tốt nhất về lực lượng và hy vọng sẽ làm được điều gì đó trước Juventus đang gặp vấn đề về tâm lý và lối chơi. Thật ngạc nhiên là trong hai trận gặp nhau gần nhất, Juventus đã không thể bắt nạt được đội bóng nhỏ bé này, dù trước đó họ đã ghi tới 8 bàn thắng và lưới đối thủ trong 3 trận đấu và rất có thể với tinh thần cuột cường và ý chí muốn trụ hạng, Crotone sẽ tiếp tục gây khó khăn cho bàn làm già thành Turin ở trận đấu này. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Juventus sẽ chấp Crotone hai trái. Juventus sẽ không muốn có thể bất cứ tai nạn nào ở thời điểm này của mùa giải, khi họ đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với hai đội bóng thành phố Milan và với đội bóng bét bảng như Crotone, chiến thắng nằm trong tầm tay của Juventus và họ là lựa chọn đáng tin cậy ở trận này. <laughs> Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2/3 phần tư. Ronaldo đã không ghi bàn ở trận thua Napoli và anh tiếp tục im tiếng trong thất bại trước Porto, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nữa anh chắc chắn sẽ bùng nổ ở trận đấu này để đưa Juventus trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng để người chơi có thể chọn cửa tài ở trận này. Dự đoán của thể thao văn hóa, Juventus sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.